Lễ bái Tam Bảo đi. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mích và trang nghiêm chân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakyekame charuperi sikaratate chantali ke vimane di berate jagame taguwanagahane gei hawan thumike te phoma chayan tu de wa chala thala visa me ya khagan thapanagati thanta santi ke yang muni wara wajanang sa thamo me sunan tu thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyambi Buddhang saranang gacchami, Tutiyambi Dhammang saranang gacchami, Tutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Iti biso bhagava arahang sammasambuddho vicca charana sambandho sugato Lokavidu anuttaro purisadamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang varang etena satta vacchena hontu me jaya mangalang uttamang yena vandehang badabang suvaruttamang Buddhe yo kalito do so buddho kamatutang mamang Sakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo winyuhitinathime Saranang anyang thammo me saranang warang etena satta vacchena hontu me jaya mangalang uttamang yena vandehang dhammang caduvithang warang thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamang Subhati banno bhagavato savaka sangho Ujubhati banno bhagavato savaka sangho Nyayabhati banno bhagavato savaka sangho Samijibhati banno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari burisa yugani atha burisa bongala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo, Bahuneyo, Dakhineyo, Anjalikaraneyo, Anuttarang Bunyakhetang Lokasatinathime, Saranang Anyang Sangkhome, Saranang Warang Etena Satchavacchena Hontume, Jaya mangalang uttamang yena vandehang sankhain caduvithottamang sankheyo kalito doso sankho kamatutang mamang
Quan đa mi chế ti yang sa bang sa ba tha ni su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thi bồ tha ru bang sa ca lăng sa đa sa bồ thi a tha vi san cha đoa đa san cha sa ha sa kê pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng te sang tham man cha sang khan cha a đa re Na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han to sa pe u ba ta we ane ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa to sam pu the pan cha pan ya san cha cha tu we sa ti sa ha ke da sa ta sa 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 ni na ma mi si ra sa a hằng Tê sang tham man cha sang thay cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na hằng toa sa pe u ba da we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu te na vu ta ra sa te a ta cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng te sang tham man cha sang thanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na hằng to sa pe u ba ta we a ne ca an ta ra ya pi vi na sa tu a se sa to Sa pe purati ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe purati ma ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe da ki na ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe da ki na ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe pai chi ma Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe pai chi ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe uttara Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe uttara Ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe upparima Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe he ti ma. Ya di sa ya sa ta a we ra su ki ho nu sa pe sa ta a we ra ho nu su ki ta ho nu ni do ka ho nu ap ya pa cha ho nu. Ani ka hon tu di ka yu ka hon tu a go ga hon tu sam pa te hi sam bi chan tu su ki a ta nang ba ri ha ran tu du ka pa ta cha ni du ka pha ya pa ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka hon tu sa pe ti pa ni no Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhan tu sasanang Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu no garu Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu nyatayo Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu panino Akasatha japumatha devanaga mahitika Bunyang no anumodang tujirang rakhang tu no sada Idang vadano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay.
Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Xin chào lớp. Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 14 phần trả lời câu hỏi và đọc đoạn văn. Rồi thời gian còn lại sẽ học bài số 15. Vậy chúng ta sẽ học bài số 14 trước ha. Số 14. Bài số 14. Sao nó bị cái gì vậy ta? Nó đang bị cái gì vậy? Xe nó bị cái gì hoài? Sư zoom lớn lên đó sư. Zoom lên. Nó là một đen đó sư. Ở góc dưới bên phải màn hình. Dạ dạ. Nó sư zoom lớn lên rồi hết. Dạ nó lên một đen rồi đó sư. Nãy lên bài, nãy thì bài trang số 14 rồi chứ, bài 14 rồi. Hôm nào sẽ có đề cập đến cái bài kiểm tra bài kiểm tra. Sao giờ nó bị vậy nữa? Đây trả lời câu hỏi. Rồi giờ câu hỏi số 1. Panchamay trong tiếng Bali thường được sử dụng trong trường hợp nào? Rồi trong trường hợp nào đây? Panchamay Vipatti trong tiếng Bali thường được sử dụng trong trường hợp nào? Dạ dùng được trong hai trường hợp. Dạ, trong ba trường hợp thưa sư. Trong ba trường hợp. Đúng rồi, trong ba trường hợp là gì đây? Dạ dùng để sai bảo. Sai bảo. Dạ dùng để cầu khẩn hay ước muốn. Cầu khẩn hay ước muốn. Dạ thưa sư, ba để là dùng để chúc tụng một người nào đó. Đúng rồi, để chúc tụng một người nào đó. Thứ nhất là dùng để sai bảo, thứ hai cùng dùng để cầu khẩn hay ước muốn, thứ ba dùng để chúc tụng một người nào đó. À, rồi câu thứ hai, gạch dưới các động từ ở dạng mệnh lệnh cắt đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu này thì bằng em phải đọc đoạn văn thì mình mới sửa được, mới gạch được. À, câu này gạch đoạn văn thì mới sửa được. Câu số 3, hãy chọn một động từ nào đó và tập chia theo bảng chia của động từ mà lệnh cắt. Cái phần này thì mình chia rồi, nên bỏ câu này đi. Hãy tập đặt câu với các động từ nipachati, pachiti, paridevati theo hình thức mà lệnh cắt. Cái này phải đổi nó thành mà lệnh cắt, rồi sau đó mới đặt câu. À, cái này thì về nhà tập đặt đi, về nhà tập đặt câu. Rồi câu số 5, tìm các danh từ trung tính vị ngữ Ý có biến cách như qua rí và tập chia chúng. Cái này phần này thì mình cũng đã làm rồi. Vậy là mình còn lại phần đọc đoạn văn rồi gạch dưới các động từ ở dạng mệnh lệnh cắt. Giờ mình đọc đoạn văn ha.
Phật Đồng Quang. Quang đây bài 14. Bài 14. Bài 14. Bút tí vô đi với Đức Tô thư tiền sứ thứ 2. Rồi mình xem phần đọc đoạn quan. Utiyam rajakumaro cha channa sarathi cha basanamha nikhamitova vicharitung uyanang gachitova dukhitang palaha gilanang apatikang basung nipajantang paridevantang lohitang cha popu cha tasa akhisotakhana muk hà đi hi ayang ghe hi galanti ta sa athini ako teya mano viya ruchitani honti so channa sarathin uchitava so apatiko otiti nyatava nang amuja channa vì mà năng sắc cấp tăng ba chê hì tí vì mà năng ác cá tổ sô lúc khi đúng mức nô cha ta xa sơ tí cha ra bánh nháy dí sơ tí và thí bánh nháy dí sơ tí tí bánh chá dí á thá khô sô chân tê sĩ á hàng á thá á bà tí tổ hò vi xà mi tê na hi cha tí ya Charaya ya tim a cha komun chi tung vi thình pariye se ya mi ti. Có thấy động từ khả năng ở mà lần cắt không? Thấy không? Thấy động từ ở mà lần cắt không? Không phòng hết cơ. Dạ có một từ đó thưa sư. Ở đâu vậy? Có pa che hi á. Pa-che-hi-ti tức là pa-che-hi với lại y-ti. Yeah, chỉ có chỗ này thôi à, ngoài ra mình không có chỗ nào hết. Yeah. Ai đọc ai nhìn thấy là cũng nhanh đó. Mình có pa-che-hi làm hình lành cách. Hãy đánh xe về bằng cung đó. Ra về đọc lại lần nữa ha, đọc lại lần nữa rồi bắt đầu đọc đoạn quanh. Utiyang raja kumaro cha channa sarathi cha pasadamha nikhamitova vicharitung uyanang gachitova dukhitang palaha gilanang apatikang pasung nipajantang paridevantang lohitang cha popo cha tassa akhisotakhana mukhadihi kayang ghe hi ga lan ti ta sa athi ni a ko ti ya ma no vi ya ru chi ta ni hon ti so chan na sa ra thi pu chi to a so a pa thi ko ho ti ti nya to a nang a wu cha chan na vi ma nang sa ka tang pa chi hi ti vi ma nang a ga to so lúc khi đúng mũ nô cha ta sa sa ti cha ra pa nha yi sa ti ya thi pa nha yi sa ti pa cha yi a tha po so chân tê si a hang a tha pa thi to pa vi sa mi chân tê na hi cha ti ya cha ra ya thim ha cha pa mùn chi tùng vi thình pa ri ye se ya mi ti. Ra về tập đọc đoạn văn tí đi, tập đọc đoạn văn tí. Ở những gạch dưới thì mình chỉ gạch chữ pa chê hí là xong. Những gạch dưới chữ này cái là mình xong rồi. Rồi
À, mình chỉ có nhiêu đó thôi à. Phần liên quan đến câu hỏi nãy mình chỉ có nhiêu đó. Bây giờ mình tập đồng, đọc đoạn văn thôi ha. Anh Gắc Khánh mời lớp đọc đoạn văn giúp sư cái đi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Đu tí vô đê quá đu tô đu tí văn ra chá cú ma rô chá Chana sa rati cha pasadamha nikha mitoa vicha vitum uyanang uyanang kacchitoa dukkitang balha gilanang abatikang basung nipajantang paridewantang lohitang cha búp bồ chá tát xá ác khí sô tá gan ná múc kha đi hí ca dân ghề hí gà lăng tí tát xá á thí đi a cô tì giá ma đồ quý giá lú chi tà đi hồn tí. Rồi như đó đi. Dạ. Mọi người tiếp theo đi. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. À. Dạ con xin đọc so chana sagatim buchitoa so abaki hiko ho titi na va nam apuchak chana bi vin mat nang sakhatam bak ye hiti vi mat nang agato so dukhi dukhi dumino Yatasasati yara yara banaji sati yati banaji sati banya banya cái chữ đó banya 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 ji sati ti bat bat ha ji bat ha ji bat ha ji atha koso chintesi Aham, Adha, Abahito, Bhavisa, Mi, Tenahi, Yatiya, Yatraya, Yatimha, Chak, Bhatmum, Chittum, Vithim, Bhagise, Bhagise, Yatmi, Ti. Dạ con xin hết. Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Đu ti yo đê vá đu tô đu ti giang ra chá cú ma rô chá chá ná sá rá thi chá ba sang đăng hà ní khá mi toa vi chá ri tung vi gia năng gác chí toa đúc khí tăng ba lắc ghi là năng a ba thi căn bát sung ni bách chan tăng bá rí đề văn tăng lô hí tăng chá búp bồ chá tá xá a khí sô tá ga ná múc kha đi hí ca giang ghê hí ga lăng tí tá xá Athini Akoti Yamano Viya Rukchi Tani Hanti. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc. So Chanas Sarathin Bất Chí Toa so apatiko ho ti tí nhà nhá tòa năng avo chá chan ná quý ma năng sa cát tăng ba chê hi tí quý ma năng agato so đúc khi đùm mú nô cha ta sa sa tí chá ra bành nhà di sa tí quý gia thí bành nhà di sa tí tí bách cha yi atha khoso chin pe si
Ahang Atha Apatito Pavisami Penahi Chatiya Charaya Viya Thình Hà Chát Ba Muôn Chi Tồn Quýt Thình Ba Rí Dê Xây Gia Mi Tí. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Bhutiyo Dewa Bhutto Bhutiyang Raja Kumaro Cha Chana Sarathi Cha Pasa Damha Nikhamitwa Vicharitum Vijanang Gachitwa Dukhitang Palagilanang Abatikang Pasum Nipachitang Paride Wangtang Lohitang Cha Pupo Cha Tasa Akisotang Akisota Ganamuk Kha Dihi Kayangehi Galanti Tasa Atini Atini Ako Tiyang Mano Viyang Viya Ru Chi Tani Hồn Ti. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Sư, con xin đọc. So Chana Sarathin Puchito So Apadiko Hotiti Nato Nang Avoja Chana Vimanang Sakatang Pajehiti Vimanang Agato Duki Dumuno Chatasa Sati Charya Panyayi Sati Yadhi Panyayi Sati Ti Pachayi Akakoso Jintesi Ahang Atta Abadito Pavisami Tenahi Chatiya Charaya Yadimha Cha Pamunjitum Bittin Variye Se Yamiti. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Dutizo Dewa Duto Dutizam Jaca Kumaro Cha Chana Sa Jathi Cha Pasa Damha Dikha Mitwa Vicha Ritung Vijanang Gachitwa Dukhitang Pala Ghi Nanang Abathikang Patsum Nipach Chan Tăng và Rí Đê Văn Tăng Lô Hí Tanh Chá Búp Bô Chá Tát Xá Ác Khí Sô Tá Gao Lá Mú Kha Đi Hí Ca Giang Vê Hí Giá Nam Tí Tát Xá Ác Thìn A Cô Ti Giá Ma Nô Quý Giá Dũ Chí Tàn Lý Hôn Tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. À. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa, tôi muốn đọc. Dạ thưa sư, con đọc. Sư. Dạ, đọc đi. So Chana Saratin Puchito So Abatiko Ho Ti Ti Nha Tòa năng A Vô Chá Chà Ná Quý Mà Năng Sá Kha Tăng Pà Chê Hi Chí Quý Mà Năng A Gá Thô Sô Đúc Hi
Yamuno Chatasa Sati Chara Panyayisati Yati Panyayisati Panyayisati Sati Pachali Atha Khosho Sintesi Ahang Atha Abatito Bavisami Tenahi Jatiya Charaya Yatinha Chak Hamun Jitun Vichin Hari Yese Yamiji. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ bà sư, con xin hỏi một chút ngoài cái đọc mà bà sư, con xin hỏi là lúc nào mình dùng chữ hôn tí, lúc nào mình dùng chữ hô tí, dạ, trong cái đặt câu của sư, con chưa hiểu rõ về vấn đề này lắm, con bà sư cho con được hỏi. Hô tí là động từ ở số ít, hôn tí là động từ ở số nhiều. Dạ bà sư, con xin hỏi sa thúc. Dạ con cảm ơn sư, vậy là con đã rõ. Dạ. Rồi, vậy là xong bài số 14, giờ qua bài số 15 ha. Bài số 15. Số 15. Bài số 15. Số 15 là thiên sứ thứ 3. Số 15 mình có gì đây? Lịch sử và một số người vận liên quan đến thái tử Siddhartha. Gặp người chết, khả năng cắt. Danh từ nam tính bị người Ý như là manh, bị ngữ Y như là Manti. Rồi lịch sử, chỉ nào phần lịch đoạn lịch sử này trước đi. Gây khả năng cắt, vì danh từ nam tính bị ngữ Y như là Manti. Phần lịch sử, phần lịch sử thì sau khi nhìn thấy người già và người bệnh lần thứ ba, thái tử Siddhartha cùng với người đánh xe Channa khi đi dạo trong vườn ngự viện đã nhìn thấy một số đông người mặc sắc phục khác nhau đã tụ họp lại để dừng một dàn hỏa táng. Sau khi hỏi người đánh xe và biết rằng tại đây có người vừa mới chết, ngài cho đánh xe về Bằng Cung. Khi trở về Bằng Cung, thái tử đau khổ sầu muộn và suy nghĩ khi có sanh sẽ có già, sẽ có bệnh, sẽ có chết và ta chắc chắn phải chết. Vì thế ta phải tìm cách thoát khỏi sự sanh già bệnh chết. Tuy nhiên khi ấy thái tử chưa biết làm thế nào để thoát khỏi sự sanh già bệnh và chết. Thì đó là phần đoạn lịch sử, phần lịch sử ngắn. Vậy chúng ta học từ vựng ha, học từ vựng của đoạn lịch sử ngắn này. Đây, thái tử Siddhartha lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Rồi, đây là phần từ vựng. Có Tatiyang lần thứ ba, Rogi là người bệnh, Charikang Ahim, Tati là đi dạo, Uyana Pumi, Pumi là vườn ngự uyển, Sarathi là người đánh xe, Matak Pukalo là người chết, Chitaka là đại hòa tán, Mariya là phải chết. Hai lần nữa Tatiyang là lần thứ ba, Rogi là người bệnh, Charikang Ahindati là đi dạo,
Uyana Phumi là vừa người quyển, Sarathi là người đánh xe, Mata Kukalo là người chết, Chetaka là đài hỏa tán, Mariya là phải chết. Lần nữa ha, Tatiyan là lần thứ ba, Rogi là người chết, Charikan Ahindati là đi dạo, Uyana Phumi là vừa người quyển, Sarathi là người đánh xe, Mata Kukalo là người chết, Chetaka là đài hỏa tán, Mariya là phải chết. À, đây là phần từ vựng trang đầu tiên. Rồi mời lớp giơ tay lên đọc phần từ vựng của trang đầu tiên này, đọc luôn phần tiếng Việt ha. Cánh mày thành lớp đọc phần từ vựng. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương đọc trước tiên ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Tá Tí Văn là lần thứ ba. Rogi là người bệnh. Charikan Ahindati là đi dạo. Viya Napumi là vườn thượng uyển. Sarathi là người đánh xe, phu xe. Mata Pugala là người chết, Chitaka là đài quả tán, Mariya là phải chết, Mariya là phải chết. Dạ bà sư con xin hết. Xin mời Phật tử Mangala anh đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tát Tí Văn là lần thứ ba. Rodi là người bệnh. Cha Rí Văn A Hí Đá Tí là đi dạo. Ú Gia Náp Bu Mí là vườn thượng uyển. Sa Rá Thi là người đánh xe hoặc là phu xe. Mát Táp Bú Gá Lô là người chết. Chí Tát Cá là đài hỏa tán, Má Rê Giá là phải chết. Dạ thưa sư xin hết. Yeah. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Ta Tí Giang là lần thứ ba. Rogi là người bệnh. Charikan Ahindati là đi dạo. Quý Gia Ná Phu Mí là vườn thượng uyển. Sarathi là người đánh xe. Má Tá Bút Gá Lô là người chết. Xí Tá Cá là vàng quả thiêu. Má Rì Giá là phải chết. Dạ. Xí Tá Cá. Chí Tá Cá. Xin lỗi. Chí Tá Cá là vàng quả tán. Má Rì Giá là phải chết. Thưa sư xin hết. Dạ. Dạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Tá Tí Văn là lần thứ ba. Rogi là người bệnh. Charikan Ahindati là đi dạo. Quý Gia Ná Phu Mí là vườn ngự uyển. Sarathi là người đánh xe. Má Tá Bút Gá Lô là người chết. Chích Tá Cá là đài hỏa tán. Má Rây Giá là phải chết. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Tát Tí Văn lần thứ ba. Rori người bệnh. Charikan Ahindati đi dạo. Uyana Bumi vườn thượng yển. Sarathi người đánh xe.
Mata Bút Gát Lô, người chết. Si Tắc Hà, đại hỏa táng. Mắt Rì Nhất là phải chết. Dạ xin hết rồi. Dạ. Micaro nó bị gì rồi sư? Yeah. Không nghe, không có nghe được. Nó sư sửa là chữ Chí Tác Cá. Alo. Dạ. Dạ xin mời Phật tử An. Micaro sư muốn chỉnh cái nào vậy? Nãy dạ thưa sư. Micaro của thằng bị gì rồi? Dạ thưa sư, con xin đọc. Phá Tí Văn là lần thứ ba. Rô Ghi là người bệnh. Chá Rí Căng A Hình Đá Tí là đi dạo. Út Gia Ná Bù Mí là Dương Thượng Nguyễn. Sa Ra Thi là người đánh xe. Má Tá Phúc Gá Lô là người chết. Xí Tá Cá là đại quả táng. Mare Giá là phải chết. Dạ thi sư con xin hết. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Tá Tí Văn lần thứ ba. Rô Ghi là người bệnh. Cha Rí Căng Á Hình Đá Tí là đi dạo. Úy Gia Ná Phu Mí là vườn ngự uyển. Sa Rá Thi là người đánh xe phu xe. Má Tá Bút Gá Lô là người chết. Chí Tá Cá là đài hỏa táng. Má Rây Giá là phải chết. Con xin hết anh. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Tá Tí Văn lần thứ ba. Rô Ghi người bệnh. Chá Rí Căng A Hình Đá Tí là đi dạo. Ú Chà Ná Vu Mí là vườn thượng uyển. Sa Rá Thi là người đánh xe. Má Tá Bú Cá Lô là người chết. Chít Ta Cá là đài hỏa táng. Má Rê Giá là phải chết. Dạ thưa sư con xin hết. À. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tá Di Răng lần thứ ba. Rô Ghi người bệnh. Cha Rí Căng Á Hình Đá Tí đi dạo. Úy Gia Ná Phu Mí vườn thượng uyển. Sa Rá Thi người đánh xe. Má Tá Phúc Gá Lô người chết. Chí Tá Cá Giàn Hòa Tám, Má Dây Giá là phải chết. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Tá Tí Văn là lần thứ ba. Rô Ghi là người bệnh. Cha Rí Căng A Hình Đá Tí là đi dạo. Ý Gian Ná Bu Mí là vườn người uyển. Sa Rá Thi là người đánh xe. Má Tá Phúc Gá Lô là người chết. Chí Tá Cá là Giàn Hỏa Táng. Má Rây Giá là phải chết. Dạ con xin thấy nha. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Rồi qua trang 2 ha. Trang 2 Chắc Thiên Cá Rô Tí. Chắc Thiên Cá Rô Tí là chứng kiến ha. Má Hà Chana Cà Giá. Một nhóm đông người. Má Hà Chana Cà Giá. Một nhóm đông người. Cái gì ra tí là làm. Ca Lăng Cá Rô Tí. Ca Lắc Cá Tô Á Hồ Xí là đại chết. Ca Lắc Cá Tô Á Hồ Xí là đại chết. Bách Khà Giá Tí là suy xét kỹ lại. Bành Nhà Giá Tí là hiện rõ.
hiện ra, Panyayati hiện ra, Pariyesiya nên tìm kiếm, Pariyesiya nên tìm kiếm, Sakthin Karoti là chứng kiến, Mahajanakaya một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati là suy xét kỹ lại, Panyayati là hiện ra, Pariyesiya nên tìm kiếm. Rồi lần nữa, Sakhin Karoti là chứng kiến, Mahajanakaya một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati là suy xét kỹ lời, Panyayati là hiện ra, Pariyesiya là tìm, nên tìm kiếm, Sakhin Karoti là chứng kiến, Mahajanakaya một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati suy xét kỹ lại, Panyayati là hiện ra, Pariyesiya là nên tìm kiếm. Rồi mời lớp đọc lại trang từ vựng này. Anh Khánh mời lớp đọc trang từ vựng tiếp theo. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Xin cô Sĩ Đạt ạ. Sakhin Karoti là chứng kiến, Mahajana Kaya là một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati là suy xét kỹ lại, Panyayati là hiện ra, Pariyesiya là nên tìm. Dạ cô Sĩ Hái nha. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Sakhin Karoti chứng kiến, Mahajanakaya một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati suy xét kỹ lại, Panyayati là hiện ra, Pariyesiya là nên tìm. Dạ con xin hết rồi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Sakhin Karoti là chứng kiến, Mahajanakaya là một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati là suy xét nghĩ lại, Panyayati là hiểu ra, Pariyesiya là nên tìm kiếm. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Sakhin Karoti là chứng kiến, Mahajanakaya là một nhóm đông người, Kajirati là làm, Kalakato Ahosi là đã chết, Pachayati suy xét kỹ lại, Panyayati là hiện ra rõ, Pariyesiya là nên tìm kiếm. Con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Sakhin Karoti là chứng kiến, Mahajanakaya là một nhóm đông người,
Kariyati là Kato Ahosi là đã chết. Pachayati là suy xét kỹ, nghĩ lại. Panyayati là hiện ra. Bariyeseya là nên tìm kiếm. Nhà thư sư con xin hết. Dạ, mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sắc hình cá rô tí là chứng kiến. Má hà chá ná má cây giá là một nhóm đông người. Cá dí rá tí là làm. Cá lá cá tô á hô xí là đã chết. Bên bát bát cha giá tí là suy xét kỹ lại. Bên nhá giá tí là hiện ra. Paris JC giá là nên tìm. Giả sư sư xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Sắc khiên cá rô tí là chứng kiến. Mahayana ca giá là một nhóm đông người. Cá dí rá tí là làm. Ca lá cá tô á hô xí là đã chết. Pacha giá tí là suy xét kỹ lại. Panya giá tí là hiện ra rõ. Pariye xê giá là nên tìm kiếm. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Thúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sắc khiên cá rô tí là chứng kiến. Má ha xá má ca giá là một số đông người. Cá dí rá tí là làm. Ca lá lắc cô á hô xí là đã chết. Bách cha giá tí suy xét kỹ lưỡng. Ban nha giá tí là hiện ra. Bá rí chê xây giá là nên tìm. Thưa sư xin hết ạ. Yeah, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư con xin đọc. Sắc kim cá rô tí là chứng kiến. Má hà xá ná cà giá là một nhóm đông người. Cá dí rá tí là làm. Cà lá cá tô á hô xí là đã chết. Bát trà giá tí là suy xét nghĩ lại. Phanh nhá giá tí là hiện ra. Paris dê xê giá là nên tìm kiếm. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sắc khiên cá rô tí chứng kiến. Má ha chá ná ca giá một nhóm đông người. Cá dí giá tí làm. Ca lá cá tô á hô xí đã chết. Bách cha giá tí suy xét kỹ lại. Banh nha giá tí trực hiện ra. Bà rí dê xây giá nên tìm kiếm. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sắc khinh cá rô tí chứng kiến. Má ha chá ná ca giá là một nhóm đông người. Ca dí ra tí là lạc. Ca lá cá tô á hô xí là đã chết. Bách hà giá tí là suy xét lại. Bàn nhà giá tí là hiện ra. Bà rí về xế giá là nên tìm kiếm. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Bà lung đi. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À?
Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. À. Đã xin tí tôi mở cái bảng chia danh từ tí ha. Bây giờ mình học bảng chia danh từ năm tánh bị ngữ y. Sao không thấy ta? Rồi đây. Rồi bây giờ chúng ta phần tiếp theo chúng ta học bản chia danh từ năm tánh vị ngữ y như là manti ha. Bây giờ mình học trực tiếp cái bản tóm tắt luôn đi cho nhanh. À, tại vì học cái bản chi tiết thì học trên cái bản tóm tắt luôn cho nó nhanh. Bây giờ chủ cách số ít manti, số nhiều manti, mantino. Đối cách số ít manti, mantinang. Số nhiều manti, mantino. Sử dụng cách số ít manti là số nhiều manti hí manti phí. Chỉ định cách số ít manti no manti sát số nhiều manti năng. Sử dụng cách số ít manti là mantim ha manti sma số nhiều manti hí manti phí. Sử dụng cách số ít manti no manti sát số nhiều manti năng. Định sử cách số ít manti ní mantim hí manti sming suy nhiều manti su ô cách số ít manti suy nhiều manti mantino. Rồi xem lại lần nữa ha. Chủ cách số ít manti suy nhiều manti mantino để chia được cái dạng danh từ này đó, tức là mình bỏ chữ y ở phía sau ra rồi mình ghép với cái bảng này ha. Ghép với cái bảng này chủ cách số ít manti suy nhiều manti mantino. Đối cách số ít mình tình, mình tí năng, suy nhiều mình tì, mình tí nô. Sử dụng cách số ít mình tí năng, suy nhiều mình tì hí, mình tì phí. Chỉ định cách số ít mình tí nô, mình tí sát, suy nhiều mình tì năng. Sử dụng cách số ít mình tí na, mình tìm hà, mình tí sma, suy nhiều mình tì hí, mình tì phí. Sử dụng cách số ít mình tí nô, mình tí sát, suy nhiều mình tì năng. Định sở cắt số ít mình tí ní, mình tìm hi, mình tí mình, suy nhiều mình tí xú. Hồ cắt số ít mình tí, suy nhiều mình tí nô. Lần nữa ha. Chủ cắt số ít mình tí, suy nhiều mình tí nô. Đối cắt số ít mình tí năng, suy nhiều mình tí nô. Sử dụng cắt số ít mình tí na, suy nhiều mình tí hi, mình tí phí. Chỉ định cách số ít mình tí nô, mình tí xá, suy nhiên mình tí năng. Sử dụng cách số ít mình tí na, mình tìm hà, mình tí sma, suy nhiên mình tí hi, mình tí thí. Sử dụng cách số ít mình tí nô, mình tí xá, suy nhiên mình tí năng. Định sở cách số ít mình tí ní, mình tìm hi, mình tí sming, suy nhiên mình tí xú. Hồ cách số ít mình tí, suy nhiên mình tí nô. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên chia danh từ năm tánh bị ngữ y như là manti ha. Anh Khánh mời lớp chia cho chia bản chia này cho em xin. Dạ, xin mời Phật tử cùng đề Phật. Không ổn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Mãi giờ con quên bỏ tay xuống. Dạ, con xin chia cái bản từ bản biến cách danh từ nam tính vĩ ngữ y như là manti là đại thần. Ngôi thứ nhất chủ cách manti, số ít là manti, số nhiều manti.
Manti, Mantino, đối cách số ít là Mantin, Mantinang, số nhiều là Manti, Mantino, sử dụng cách số ít Mantina, số nhiều là Manti Hí, Manti Phí, chỉ định cách số ít là Mantino, Mantissa, số nhiều là Mantinang, xuất xứ cách số ít là Mantina, Mantinha, Mantisma, số nhiều là Manti Hí, Manti Phí, sở thuộc cách số ít là Mantino, số Mantissa, số nhiều là Mantinang, sở định cách số ít là Mantini, Mantini, Mantinhí, Mantis Minh, số nhiều là Manti số, hô cách số ít là Manti, số nhiều là Manti, Mantino. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Nãy giờ quên hạ tay. Người ta đọc liền luôn hết chưa. Thưa sư con xin chia danh từ nam tính vĩ ngữ y như măng ti. Nãy giờ quên giờ để tay xuống. Chủ cách số ít măng ti, số nhiều măng ti, măng tí nô. Đối cách số ít măng tin, măng tí năng, số nhiều măng ti, măng tí nô. Sử dụng cách số ít măng tí na, số nhiều măng tí hí, măng tí phí. Chỉ định cách số ít măng tí nô, măng tí xá, số nhiều măng tí năng, xuất xứ cách số ít măng tí na, măng tim ha, măng măng nít ma, số nhiều măng tí phí, măng tí hí, măng tí phí. Sở thuộc cách số ít măng tí nô, măng tí xá, số nhiều măng tí năng. Định sở cách số ít măng tí ní, măng tím hí, măng tí niêm, số nhiều măng tí số, hô cách số ít măng tí, số nhiều măng tí, măng tí nô. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin chia bản biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ y như là manti ạ. Chủ cách số ít manti, số nhiều manti, mantino. Đối cách mantin, mantinang, số nhiều manti, mantino. Sử dụng cách mantina, số ít số nhiều là manti hí, manti phí. Chỉ định cách số ít mantino, mantissa, số nhiều mantinang, xuất xứ cách số ít mantina, mantimha, mantisma, số nhiều manti hí, manti phí. Sở thuộc cách số ít mantino, mantissa, số nhiều mantinang. Định sở cách số ít mantini, mantim hí, mantisming, số nhiều manti số, hô cách số ít manti, số nhiều manti, mantino. Dạ bà sư con xin nghe hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Sư chia động từ khác ghép vô đúng sư. Danh từ. Danh từ. Con thử ghép vô cái động từ danh từ xét thi. Rồi Dinh. Dạ. Chủ cách số ít xét thi, số nhiều xét thi, xét thi, xét thi nô. Đối cách số ít xét thi hiềm, xét thi năng, xét thi năng, số nhiều là xét thi nô. Sử dụng cách số ít xét thi na, số nhiều xét thi hí, xét thi bí. Chỉ định cách số ít xét thi nô, xét thi xá, số nhiều xét thi năng, xuất xứ cách số ít xét thi na, xét thi ha, xét thi ma, số nhiều xét thi húy, xét thi bí. Sở thuộc cách số ít xét thi nô, xét thi xá, số nhiều xét thi năng,
định sở cách số ít, xét thi ní, xét thiêm hí, xét thi smin, số nhiều, xét thi số, hồ cách số ít, xét thi, số nhiều, xét thi nô. Dạ con xin hết rồi. Xin mời Phật tử mang ra lá nành đi. Dạ thưa sư, con xin đọc chủ cách số ít, mang ti, số nhiều, mang ti, mang nô. Đối cách số ít, mang tim, mang ti năng, số nhiều, mang ti, mang ti nôn. Sử dụng cách số ít, mang ti na, số nhiều, mang ti hí, mang ti bí. Chỉ định cách số ít, mang tí nô, mang tí xá, số nhiều, mang tí năng, xuất xứ cách số ít, mang tí na, mang tim ha, mang tí sma, số nhiều, mang tí hí, mang tí bí. Sở thuộc cách số ít, mang tí nô, mang tí xá, số nhiều, mang tí năng. Định sở cách số ít, mang tí ní, mang tim hí, mang tí min, số nhiều, mang tì số, hồ cát số ít, mang tì, số nhiều, mang tì, mang tì nô. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia bản biến cách danh từ nam tính vị ngữ y như mang tì. Chủ cách số ít là mang tì, số nhiều là mang tì. Dạ. À, lỗi chưa biết dạ. Loại C hay loại gì, nhưng mà khả năng thấp tệ nhất là bị rớt xuống C, tại dính mấy cái lỗi gì ăn còn. Thánh tắt mi đi. Dạ bà sư, con xin đọc lại. Không biết nói đưa báo cáo về thì mới có khả năng biết được kết quả. Dạ con xin đọc chủ cách số ít là măng ti, số nhiều là măng ti, măng ti nô. Đối cách số ít là măng tin, măng ti năng, số nhiều là măng ti, măng ti nô. Sử dụng cách số ít là măng ti na, số nhiều là măng ti hí, măng ti phí. Chỉ định số ít là măng ti nô, măng ti xá, số nhiều là măng tí năng. Xuất xứ cách số ít là măng tí na, măng tin ha, măng tí sma, số nhiều là măng tí hí, măng tí phí. Sở thuộc cách số ít là măng tí nô, măng tí xá, số nhiều là măng tí năng, măng tí năng. Định sở cách số ít là măng tí ní, măng tin hí, măng tí spin, số nhiều là măng tí xú. Hô cách số ít là măng ti, số nhiều là măng ti, măng tí nô. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Mời Quyên Lê đi. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Con xin đọc bản biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ y như là măng ti. Chủ cách số ít là măng ti, số nhiều là măng ti, măng tí nô. Đối cách số ít là măng tinh, măng tí năng, măng ti, số nhiều măng ti, măng tí nô. Sử dụng cách số ít là măng ti na, măng tí na, số nhiều là măng tí hí, măng tí phí. Chỉ định cách số ít là măng tí nô, măng tí nô, măng tí xa, xá, số nhiều là măng tí năng. Xuất xứ cách là số ít măng tí na, măng tí na, măng tí ha, măng tí ma, số nhiều là măng tí hí, măng tí phí. Sở thuộc cách số ít là măng tí nô, măng tí nô, măng tí xa, số nhiều là măng tí năng. Định sở cách số ít là măng tí ní,
mang tinh tim hí mang tít minh, số nhiều là mang ti số, hô cách số ít là mang ti, số nhiều là mang ti, mang tí nô. Dạ thưa sư con hết ạ. Rồi mời bạn Tinh Thảo. Chia cần một danh từ nam tính vị ngữ y khác như là xa giá thi được không sư? Được. Dạ thưa sư con xin chia. Chủ cách số ít xa giá thi, số nhiều xa giá thi, xa giá thí nô. Đối cách số ít xa giá thinh, xa giá thí năng, số nhiều xa giá thi, xa giá thí nô. Sở dụng cách số ít xa giá thí na, số nhiều xa giá thi hí, xa giá thi phí. Chỉ định cách số ít xa giá thí nô, xa giá thích xá, số nhiều xa giá thi năng. Xuất xứ cách số ít xa giá thí na, xa giá thim ha, xa giá thích ma, số nhiều xa giá thi hí, xa giá thi phí. Sở thủ cách số ít xa giá thí nô, xa giá thích xá, số nhiều xa giá thi năng. Định sở cách số ít xa giá thí ní, xa giá thim hí, xa giá thích minh, số nhiều xa giá thi xú. Hô cách số ít xa giá thi, số nhiều xa giá thi, xa giá thí nô. Dạ thư sư con xin hết ạ. À. Còn ai chưa chia nữa không? Còn ai muốn chia nữa không? Dạ thưa con sư. Rồi. Dạ. À, bạch sư, thưa con xin chia động từ nam tính là ba bá kari, kẻ làm ác được không thưa sư? Rồi. Dạ. Chủ cách số ít ba bá kari, số nhiều ba bá kari, ba bá carino. Đối cách số ít ba bá carin, ba bá carinăng, số nhiều ba bá cari, ba bá carino. Sử dụng cách số ít ba bá carina, số nhiều ba bá cari hí, ba bá cari phí. Chỉ định cách số ít ba bá carino, ba bá carissá, số nhiều ba bá carihí, ba bá carinăng. Xuất xứ cách số ít ba bá carina, ba bá carimha, ba bá carisma, số nhiều ba bá carihí, ba bá cari phí. Sở thuộc cách số ít ba bá carino, ba bá carissá, số nhiều ba bá carinăng. Định sở cách số ít ba bá cariní, ba bá carin carim hí, ba bá carismin, số nhiều ba bá cari xú. Hô cách số ít ba bá cari, số nhiều ba bá cari, ba bá carino. Con xin hết ạ. À. Còn hai ba người nói chưa đọc mà. Mời Phật tử An Trang nè. Tử An Trang đọc chưa? Dạ, dạ. Chưa đọc sư. Dạ, con xin đọc sư. Dạ. Chia danh từ nam tính dĩ ngữ y như là man chi, chủ cách số ít man chi, số nhiều man chi nô. Đối cách số ít man chi, số nhiều
Mang chi rằng đối cách số ít, mang chi năng số nhiều, mang chi, mang chi nô, sử dụng cách số ít, mang chi na số nhiều, mang chi hí, mang chi bí, chỉ định cách, chỉ định cách số ít, mang chi nô, mang chi xá số nhiều, mang chi năng, xích cách số ít, mang chi na, mang chi ha, Manchisma số nhiều, Manti hí, Manti bí, sở thuộc khách số ít, Manti no, Manchisa số nhiều, Manti năng, định sở khách số ít, Manti ní, Manti hí, Manchis nhìn số nhiều, Manti số, ô khách số ít, Manti số nhiều, Manti, Manti no. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ thưa sư, con xin đọc. Rồi. Dạ. À, chủ cách số ít, manti, số nhiều, manti, mantino. Đối cách số ít, mantin, mantinam, số nhiều, manti, mantino. Sử dụng cách số ít, mantina, số nhiều, manti hí, manti phí. Chỉ định cách số ít, mantino, mantissa, số nhiều, mantina, xuất xứ cách số ít, mantina, mantimha. Mantino, mantissa, xuất mantina, định sở cách số ít, mantini, mantimhi, mantismin, số nhiều, mantisu. Hô cách số ít man ký, hô cách số ít man ký, số nhiều man ký, man ký nô. Dạ thưa sư, con xin hết. Ủa, phải cô Lan Lê không đang đọc nói. Dạ phải thưa sư. Rồi còn ai chưa đọc nữa không? Còn ai chưa đọc nữa không? Là xong hết rồi phải không? Dạ thưa sư, xong hết rồi sư. Mình còn 10 phút, còn khoảng 10 phút bây giờ ôn lại bản chi cũ ha. Giờ mình ôn lại bản chi, bản biến cách danh từ trung tính bị ngược ý như là qua rí. Giờ mình tìm cái danh từ nào trung tính bị ngược ý như là qua rí để chia cho bản này một tí coi. Ai chia được chia tới bản này đây. Và rí nha. Chia được chia đi. Dạ thưa sư, con xin chia động từ ắc khí là con mất ra sư. Danh từ chứ động từ gì? Dạ dạ, danh từ trung tính có biến cách như va rí. Rồi. Rồi danh từ ắc khí. Rồi chia đi. Dạ. Chủ cách số ít ắc khí, số nhiều ắc khi, ắc khi ní. Đối cách số ít ắc khinh, số nhiều ắc khi ní. Sử dụng cách số ít ắc khí na, số nhiều ắc khi hí, ắc khi phí. Chỉ định cách số ít ắc khí nô, ắc khí xá, số nhiều ắc khi năng. Giờ xuất xứ cách số ít ít ắc khí na, ắc khiêm ha, ắc khí ma, số nhiều ắc khi hí, ắc khi phí. Sở thuộc cách số ít ắc khí nô, ắc khí xá, số nhiều ắc khi năng. Định sở cách số ít ắc khiêm hí, ắc khí minh, số nhiều ắc khi xú. Hô cách số ít ắc khí, số nhiều ắc khi ní. Con xin hết ạ. À.
Sư sư con xin chia danh từ ắt thí là xương nha sư. Chủ cách số ít ắt thí, số nhiều ắt thi, ắt thi ní. Đối cách số ít ắt thinh, số nhiều ắt thi, ắt thi ní. Sử dụng cách số ít ắt thi na, số nhiều ắt thi hí, ắt thi phí. Chỉ định cách số ít ắt thi nô, ắt thi xá, số nhiều ắt thi năng. Xuất xứ cách số ít ắt thi na, ắt thi ma, ắt thi ma, số nhiều ắt thi hí, ắt thi phí. Sở thuộc cách số ít ắt thi nô, ắt thi xá, số nhiều ắt thi năng. Định sở cách số ít ắt thi hí, ắt thi min, số nhiều ắt thi xú. Hồ cách số ít ắt thí, số nhiều ắt thi, ắt thi ní. Thưa sư xin hết. Còn ai nữa không? Dạ thưa sư con, dạ thưa sư con xin chia danh từ trung tính vĩ ngữ y, như là chữ đá, đá thí là sữa đông. Dạ thưa sư, sữa đông là sữa da ua hả sư? Dạ con xin chia. Dạ chủ... con muốn ăn sữa da ua. Lấy sữa da ua cho ta ăn nha. Dạ thưa sư, chủ cách lấy sữa da ua cho ta ăn nha. Chủ cách số ít là đa thí, số nhiều là đá thi, đá riêng, đá riêng ní. Đối cách số ít là đá thinh, số nhiều là đá ri, đá ri ní. Sử dụng cách số ít là đá ri na, số nhiều là đá, dạ đá ri na, dạ số nhiều là đá ri hí, đá ri phí. Chỉ định cách số ít là đá ri nô, đá ri xá. Đọc đá thí, đọc đá thí, đá thí, dạ đá thí ri nô, đá thí nô, đá thí xá là chỉ định cách số nhiều là đá thí, đá thí năng. Xuất xứ cách là đá thi na, đá thi ha, đá yết ma. Số nhiều là đá thi hí, đá thi phí. Sở thuộc cách số ít là đá thi nô, đá yết xá. Số nhiều là đá thi, đá thi năng. Sở định cách số ít là đá thinh hí, đá đích minh. Số nhiều là đá thi xú. Hô cách số ít là đá thi, đá thí. Số nhiều là đá thi, đá thi mí. Dạ thưa sư con xin sám hối là cháu con nó ngồi kế bên nó quậy quá sư à. Sư con xin hết à. Sư con chia động từ sắp đi được không sư? Danh từ cho quần sư ạ. Chủ cách số ít sắp đi, số nhiều sắp đi, sắp đi ní. Đối cách số ít sắp đi, số nhiều sắp đi ní. Sử dụng cách số ít sắp đi na, số nhiều sắp đi hí, sắp đi thí. Chỉ định cách số ít sắp đi nô, sắp đi xá, số nhiều sắp bi năng. Xuất xứ cách số ít sắp bi na, sắp bi ha, sắp bi spa. Số nhiều sắp bi hí, sắp bi thí. Sở thủ cách số ít sắp bi nô, sắp bi xá, số nhiều sắp bi năng. Định sở cách số ít sắp bi, sắp bi, sắp bi, sắp bi hí, sắp bi min. Số nhiều sắp bi xú. Hồ cách số ít sắp đi,
số nhiều, sắc bí số nhiều, sắc bi ní. Dạ con xin hết à. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ sát khí là bóc vế. Chủ cách số ít là sát thí số nhiều, sát thi ní. Đối cách số ít, sát thiên số nhiều, sát thi ní. Sử dụng cách số ít, sát thi na số nhiều, sát thi hí, sát thi phí. Chỉ định cách số ít, sát thi nô, sát thi xá, số nhiều, sát thi nam, xuất xứ các số ít, sát thi na, sát thi ha, sát thi ma, số nhiều, sát thi hí, sát thi phí. Sở thuộc các số ít, sát thi nô, sát thi xá, số nhiều, sát thi nam, định sở các số ít, sát thi ní, sát thi hí, sát thi min, số nhiều, sát thi xú, vô các số ít, sát thí, số nhiều, sát thi ní. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi, còn ai nữa không? Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Con xin đọc bản biến cách danh từ trung tính vĩ ngữ y của vari. Chủ cách số ít là vari, vari. Số nhiều là vari, varini. Đối cách số ít là varim. Số nhiều là vari, varini. Sử dụng cách số ít là varina. Số nhiều là varihú, varifí. Chỉ định cách số ít là varino, varisá. Số nhiều là varinăng. Xuất xứ cách số ít là varina, varimha, varisma. Số nhiều là varihí, varifí. Sở thuộc cách số ít là varino, varino, varisá. Số nhiều là varinăng. Định sở cách số ít là varini, varimhí, varismin. Số nhiều là varisú. Hô cách số ít là vari. Số nhiều là vari, varini. Bà sư con xin hết ạ. Dạ thôi vậy mình nghỉ ha. À, dạ rồi. Bao nhiêu đó đi. Rồi kỳ sau mình sẽ học tiếp bài số 15 ha. Rồi mà cô Phúc Vị Trung nên lên kết thúc lớp học. Dạ, bài học đã kết thúc ạ. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái. Dạ con xin sám hối. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, nam mô Bổn Thà, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sơn Kha, dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong rung hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiền. Akasatha japamatha deva naga mahitika bunyang do anumodan tuchirang rakhanta sasanang akasatha japamatha deva naga mahitika bunyang do anumodan tuchirang rakhanta nogaro akasatha japamatha deva naga mahitika bốn nhang lo anu mô đan tu chi rang ra khan tu nhà ta yo a ca sa tha cha phong ma tha đi wa na ga ma hi thi ca bốn nhang lo anu mô đan tu chi rang ra khan tu ba ni no a ca sa tha cha phong ma tha đi wa na ga ma hi thi ca bốn nhang lo anu mô đan tu chi rang ra khan tu no sa ra idam watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagati kali sa thu chúng con kính chúc sư được sức khỏe, kính chúc sư ngủ ngon ạ.
Chúng con kính tri ân sư cả Pháp Nhiên đã cho phép mở Zoom này nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử xa gần có nơi học tập để trau dồi Phật Pháp. Xin được tri ân các Phật tử đã hộ độ cho chùa Siêu Lý Phú Định quận 6 mở được Zoom này. Y đăng buồn nhàng nít bà nát sa bách cha dù hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đoạn trừ các phiền não và sẽ giải thoát trong ngày vị lai. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali này vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Con kính chào sư ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, chúng con kính đảnh lễ sư. Kính tri ân sư ạ. Mà lớp Mỹ ha. Dạ, con kính tri ân sư. Kính chúc sư ngủ ngon ạ.